tôi nằm bao thay. Rồi sau khi chú lập cái ngôi miếu mình lên mình thờ cúng gì đó thì chú có còn thấy quan hồn gì nữa không chú? Cúng giấy hằng ngày, bây giờ thì lên ở đây xuống ở đây thì mình cho mấy con cháu ở đây cho mình giỏi vậy thôi. Dạ. Cao Hớn xin chào quý bà con cô bác anh chị em nha. Thì hôm nay hành trình của mình là đi tại huyện Chi Tôn. Thì tình cờ mình đi ngang cái tiếng lộ mà để đi lên đội Tấp Dập á mọi người. Thì mình nhìn bên tay trái thì gặp một cái bảng để cây dầu gái di sản Việt Nam trên 700 năm. Thì mình có qua ghé vào đây để mình quay cây dầu gái này cho bà con cô bác xem nó to nó lớn như thế nào. Và thường thường những cái cây mà lâu năm á có nhiều bông hồn cũng như là quan hồn ở thì có ở hay không, thì mình vào đây mình sẽ tìm người dân Khmer tại đây để mình hỏi, để tìm hiểu cho bà con cô bác xem. Đây cây phía sau mình nè, đây tấm bảng để cây di sản dầu gái trên 700 tuổi, dài 50 mét vào bên trong đó. Mình sẽ đi vào bên đó để quay cho bà con cô bác xem. Từ xa là mình nhìn đã thấy cái cây rất là to. Ngoài lộ mình nhìn vô thì thấy nó cao sừng sững luôn. Wow, có một cái giếng nước. Giếng nước này chắc lâu năm mà ta. Ồ, từ xa mà nhìn thấy cây hoàng quện rất là đẹp luôn quý bà con cô bác. Giờ mình lại mình quay cái cây trước đi, rồi sau đó mình sẽ tìm ông chú ở đây để mình hỏi. Ở dưới gốc cây thì mình thấy có một cái ngôi miếu, mình không biết là thờ về cái gì, để mình quay lại cho bà con cô bác xem. Đây là cây di sản Việt Nam, cây dầu gái, tại ấp Tô An, xã Cô Tô, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Bây giờ mình sẽ qua bên đây để mình thắp ba nén hương trước, rồi sau đó mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Cao Hớn mình mới vừa thắp nhang để xin phép ngôi miếu để mình được quay phim. Đây là một cái ngôi miếu, bên trong thì mình thấy thờ một ông tà, hòn đá rất là lớn. Ngôi miếu này mình nghĩ chắc cũng có lâu ạ. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây để quan sát thân cây. Ồ, cái bộ gốc quá trời lớn luôn. Theo mình đoán thì cái thân cây này theo cái sải tay của mình á thì khoảng từ 8 đến 10 người ôm mọi người. Rất là to. Có những cây chùm gãy bám vào thân cây thì cây này cũng 700 năm trở lên rồi, do đó thì vừa to vừa cao. Phía trên đó mình thấy có một cái cục gì u ra, nhìn thấy rất là ngộ. Thân cây lớn thật. Mình thấy có cây xanh mọc trên đó luôn. Giờ mình sẽ đi bọc ngược qua bên đó để mình xem lại cái thân hình bên đó. Hôm nay mình có đi chung với Nhật An Giang Quyền Bí. Ồ, quá trời cái gốc luôn. Là khoảng 12 giờ trở về sau là không ăn. Rồi cỡ
cục khối u gan nữa kìa. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để mình hỏi thăm một người chú ở đây để mình hiểu biết thêm. Dạ chú, con thấy cây dầu gái bên đây nè, con đã thấy cái bảng ngoài trước để 700 năm tuổi đó đúng không chú? Thì không, không có đúng đâu, bị mấy ông nó không có biết. Bị cây này lâu đời rồi, vô ngàn năm rồi, hồi lúc mẹ cha tôi, hồi nhỏ tôi lớn thì ba cũng thấy lớn vậy không, đâu có ai biết đâu. Dạ, tức là có thể là hơn 700 năm nữa. Ừ, bây giờ người ta đi thi gì không đó, đâu có biết. Dạ. Đâu có biết cây này mấy năm, mấy năm. Xa xưa lắm rồi. Ừ, xa tính xưa lâu được. Rồi. Vậy là cây dầu gái này là nằm trên phần đất của nhà chú hay gì chú? Tôi hết. Dạ. Vì đất này cũng cho văn ly nè, người ta lấy cho tiền bạc đâu, không có đồng bạc nữa, đổ bùi cho nó sạch sẽ vậy nè. Dạ. Còn tôi thì tu thì cho tôi làm phước. Dạ. Ừ, trồng bông nó thôi tôi tư nước chết, không có đồng bạc luôn nữa. Dạ. Ừ. Con thấy thường thường những cái cây mà lâu năm như thế này nè, thường thường là có một cái ngôi miếu hay là hai ngôi miếu gì gốc cây, thì con thấy hiện tại có một ngôi miếu anh bển đó chú, thì mình thờ cái gì chú? Miếu này tôi làm tôi cúng thờ cây này nè cho mình giỏi ở trong xóm. Người dân ta có lại đây ta cúng nhiều không hả bác? Thì tôi tháng thì ông ta cha đề ngày đó mới cúng, cũng gom hết một trong xóm này nhiều người thì gom hết đem cơm lên. Dạ. Ừ. Ngôi miếu ai cũng có... chắc cũng lâu rồi hả chú? Ừ, lâu rồi thì ai đem bánh bánh, ai đem trái cây, đem trái cây, đem cơm cơm thì mình y mình mua sao thì mình đem lên. Dạ. Bác có thấy gì không mà bác dựng cái miếu này? Thì tôi nằm bao thấy thì ở trên đá, ở trên núi người ta băng đá thì chỗ bò thì chợ con chơi cháu lên đây thì nằm bao thấy không có chỗ ở, tôi làm miếu cho ở. Là những cái dòng hồn nó ấy không? Ừ, hồi xưa người ta ở trên núi, người ta băng đá thì ở không được, người ta chôn xuống ở đây. Dạ, sông quá. Ừ. Hiểu rồi. À, nhiều không bác? Hả? Cũng chục người gì đó. Chục người đó. Ừ. À, vậy là quan hồn trên núi kéo xuống gốc cây này ạ. Ừ. Rồi bác thấy, nằm chim bao thấy, rồi là... thấy vậy rồi bác mới lập cái miếu. Ừ. Để thờ cúng như là nhưng để cho những vong hồn ở có nơi trú ngụ. Ừ. Khóc lóc kêu la bác cái gì mà bác phải lập miếu? Thì tôi thấy bữa đó thì nằm bao thấy người nhớ tôi vô nhiêu đó thì khóc tùm lum, tôi mới gàng làm miếu đó cúng chỗ ở. Dạ, vậy là khóc tại dưới gốc cây này hả chú? Khóc đó, tôi nằm bao thấy đó. Dạ. Đâu có tôi thay mắt tôi đó, tôi nằm bao thấy. Rồi sau khi chú lập cái ngôi miếu mình lên mình thờ cúng vậy đó thì chú có còn thấy quan hồn gì nữa không chú? Cúng giấy hằng ngày, bây giờ thì lên ở đây xuống ở đây thì mình cho mấy con cháu ở đây cho mình giỏi vậy thôi. Dạ. Như vậy là mà những quan hồn đó ở chú ngụ ở ngay ngôi miếu này và mình cúng giấy để cho con cháu được mình giỏi. Tôi ở nhà tôi mà tôi nằm bao thấy đó, tôi làm miếu đó cho người ta ở. Rồi sau khi bác làm cái ngôi miếu lên đó, bác còn thấy thêm những vong hồn khác về đây không? Thì nằm bao thay người ta lời thì tùm lum khóc ở dưới trên cây tùm lum luôn nè, mà tôi mới làm miếu cho đó. Bây giờ bác còn thấy không? Bác còn thấy người ta khóc không? Ngày nay không có đâu. Chắc người ta có chỗ ở rồi đó. Không có thăm bao thay gì hết. Dạ. Giờ là có chỗ ở rồi nên là không cho bác thấy nữa. Không cho thấy. Và cái đó cũng có người lớn mà trẻ em hay là người lớn không? Người lớn nho không. Con có cháu. Dạ. Lớn cũng giống như gia đình vô đây nữa. Dạ vậy là sau khi mà chú thờ cái ngôi miếu này lên thì sau 2-3 năm nay á thì chú có thấy hiện tượng mà nó linh nghiệm cái đồ không chú? Linh nghiệm sao? Là cũng như là linh thiêng á. Không, bác không hiểu cái tiếng nhiều khi tiếng Việt có này có nghĩa là độ người ta hoặc hay là có ai sinh số hay là cái gì đó chú. Trả lời cũng lời sinh cũng được hay không tôi không biết. Mà người ta có lại sinh, người ta lại sinh số luôn. Dạ. Mà không biết chung hay không tôi đâu có biết. Dạ.
Bây giờ chúng người ta không cho mình hay, dạ. Không chúng người ta đâu cho mình hay. Dạ. Cái gì đó. Tôi ngồi ở đây thì tôi ngồi chạy không nè, đâu có đi đâu đâu biết. Dạ, rồi thôi mấy con cảm ơn chú rất nhiều nha chú. Chúc chú nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ. Con tá rồi. Cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video của mình nha. Mình xin kết thúc clip tại đây.